Hai thứ chào đại gia đình của kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy đi chợ mua 3 kg mận nè cả nhà. Nhưng mà Thúy lựa mận loại này mận đá nha cả nhà. Thì có tùy theo nơi gọi ha. Ở quê Thúy là gọi là mận đá hoặc là mận dĩa cả nhà. Không biết quê cả nhà gọi bằng gì ha. Thì với cái cách lựa mận á thì cả nhà biết sao không? Cái mận này á thì khi mình lựa mà nếu mà trái nó già thì rất là ngon cả nhà. Thì để bây giờ Thúy cho muối vào nè. Thì ngâm đi. Mình mua mận về thì cả nhà nhớ nha, mình ngâm nước muối qua loãng nha cả nhà. Một thao nước để ngâm 3 kg mận này thì Thí sẽ cho vào một muỗng, nãy Thí để vào hơn một muỗng canh đó cả nhà. Đó, mình hòa tan rồi mình cho mận vào. Mình ăn mận là nhất định mình phải ngâm nước muối loãng nha cả nhà. Tại vì mận người ta xịt thuốc này nọ rồi á, cho nên là mình cái vỏ mình không có gọt bỏ nha cả nhà, cho nên đó cái vỏ mình ăn luôn cái vỏ, cho nên là mình phải cẩn thận cái vấn đề mà mình phải ngâm nước muối loãng rồi mình rửa sạch lại. Thì ngâm được 15 phút rồi nè. Đó, bây giờ thì rửa ra ha, rồi bắt đầu thì là chia sẻ với cả nhà mình cái cách chọn mận sao cho ngon ha. Tại vì á mận này á người ta bán nay sao nó cũng rẻ quá cả nhà, cho nên là thì không có lựa kỹ, thì lựa đại về để thì về đặng thì chia sẻ. Có những cái trái mà nó không vừa ý nhưng mà thì vẫn lấy để thí về thí chia sẻ với cả nhà mình cái cách chọn mận sao cho ngọt ha. Tại vì á cái mận này á nếu mà mình chọn mà nó ngon, nó già cả nhà, nó đúng dốc của nó thì nó rất là ngọt luôn. Thí rất thích ăn cái loại mận này nè, cho nên á là cả nhà mình á khi mà mình chọn mận này hoặc là mận Ấn Độ, nói chung là các loại mận thì mình nên lật cái phần dưới lên nè cả nhà. Đó, mình lật cái phần dưới lên để mình xem ha, chứ mình đừng coi trên cái đầu nữa đó. Đó thì mình thấy cái phần dưới này gọi là cái rúng của nó nè cả nhà. Thì mình thấy nó lõm vô ha và nó nở ra, nó nở trong bóng lên. Thì những cái mận đó nó sẽ là những cái mận già đúng dốc nha cả nhà. Cái này là rất là ngọt luôn á. Thì đoán chắc chắn là như vậy luôn á. Đó. Cả nhà thấy không? Còn có xíu à, còn nếu mà trái mận mà nó không có đúng dốc thì lấy trái mận khác. Không có đúng dốc á thì cái phần ở dưới phần dưới đó nó tóp lại cả nhà. Thì mình nè. Đó. Thì phân biệt ha. Đó cả nhà thấy cái trái trắng trắng này nè. Mình bẻ ra nó còn cái phần nó rất là bự nha cả nhà, mà cái phần dưới nó không có mô lên. Và ở trên cũng vậy. Cái trái nào mà nó đúng dốc rồi á thì cái phần trên cái cuốn nó cũng vậy nữa cả nhà. Nó sẽ bằng luôn á. Còn nếu mà mình nó chưa có đúng dốc của nó sẽ lõm nhìn nó còn nhô lên nha cả nhà. Đó. Thấy không? Cả nhà thấy không? Và cái màu nó cũng vậy nữa. Đối với cái mận này á thì mình chọn cái màu phải sậm nha cả nhà. Sậm và nó sậm mà nó có cái màu sậm rồi cái gân của nó nổi lên cả nhà, nhìn nó gân to chứ không phải là ấy. Quan trọng nhất là cái phần dưới, mình nhìn cái trái mận mà miếng cho dù lỡ mà mình mua những trái mận nó không ngọt á, dữ á thì mình ăn nó cũng vẫn ngon đó cả nhà, tại vì nó đúng dốc nó già đó cả nhà thấy không? Cái phần ở dưới cái rúng đó nè. Nó nở to ra mà hàng xung quanh nó tròn vo luôn, còn bên đây nó chưa có nở ra hết nè. Thử cả nhà, mình nhà nếu mình có trồng cây mận hoặc là mình mua mình thấy những trái mận non á, cả nhà dở lên thử. Ở phần dưới của nó là không bao giờ mà nó trái non nó không bao giờ nó nở hết nè. Trái này đúng là già luôn nè cả nhà. Đó không? Thấy trên cái cuốn không? Nó lõm xuống luôn á. Là chứng tỏ là cái trái mận nó rất là ngon. Để bây giờ thì xẻ ra thì thử ha. Thì nêu cảm mà nhận cho cả nhà nghe ha. Đó. Thì đối với muối ớt á, thì mình sử dụng muối hột của mình giả nhuyễn ra. Mình cho xíu bột ngọt ha cả nhà. Cái mình cho muối với ớt vào cái mình đâm. Thì mình ăn muối hột quá nó dịu hơn cả nhà. Mấy người bán mận bán cốc rồi thì thấy giờ ta cũng làm muối hột không cả nhà. Cho nên là mình áp dụng cái cách đó mình làm muối ăn nó ngon hơn nha cả nhà, nó dịu nó rất là ngon. Đó, để thí xẻ cái trái ngon trước ha. Để nêu cảm nhận cho cả nhà xem. Nè mình cắt ra bên trong nó rất là già không, mình nhìn nó ha, cái màu nó sậm nhìn nó rất ngon. Đó, để thí cắn cả nhà. Rất là tuyệt vời luôn. Nó ngọt liệm luôn á cả nhà. Mận này mà nếu mà mình chọn biết cách chọn là mình chọn đúng cái trái mà nó nở ở dưới cái phần dưới á, phần dưới cái đít của cái trái mận á thì mình thấy nó nở trong bóng nó đều ra luôn á.
thì nó mô lên, cả nhà nhìn thấy cái trái mận đó, nó mà có màu sậm luôn á, rất là ngon luôn, ngọt thiệt là ngọt cả nhà ơi. Thì đối với mận, những cái loại mận khác cũng vậy đó cả nhà, giống như là mận Ấn Độ nè, cả nhà cũng nên chọn cái cách này, tại vì cái cách này là thí rất là ưa mận luôn, cho nên là mỗi lần thí đi chợ là mua không có bị lầm cả nhà. Đó, hôm nay là hốt đại, coi như là không có lựa kỹ lắm. Cái phần vỏ thì tại vì nhiều khi nhiều người lựa lựa qua lựa lại, nếu mà do mận mới á cả nhà thì sẽ ít bị móng tay người ta trầy thôi, chứ còn nếu mà mận mà ta lựa nhiều quá rồi nó sẽ bị trầy. Nhưng mà bên ngoài nó không sao cả nhà, mình quan trọng cái vấn đề là mình chọn cái trái mận nó có già, có đúng dốc hay không nè. Cái trái này chưa đúng dốc nè cả nhà thấy không, thì cắt cái phần này cả nhà thấy nó còn rất là bự không, nó chưa có nở ra hết. Trái này chắc chắn là sẽ chua nè. Đó, thì mời cả nhà ăn mận nha. Nó lạc cả nhà, chẳng những nó hơi hơi chua chứ nó không chua dữ mà nó lạc nhách à. Không, cũng đồng thời một trái mận mà cả nhà thấy không, cho nên là cái trái cây nó không thể thiếu với cái món ăn vặt của đại gia đình mình. Khi mà mình chị em phụ nữ mình hay đi chợ mua chọn mận này nọ đâu thì mình chọn như thế nào để cho nó ngon ha, thì Thúy chia sẻ đến đây Thúy dừng. Nếu có nhà thấy video hữu ích thì nhớ tặng Thúy một like ha, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thúy làm những video tiếp theo hay hơn. Thúy bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video sau.